Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là CryptoKai.io. Mình sẽ nhận được 260 token Kai nha các bạn. Thì chương trình này góp này nó chỉ random cho 4.000 winner may mắn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join sao hay góp nè các bạn. Những dự án thế này thì uy tín các bạn, nhưng mà điều may mắn các bạn có nhận được hay là không thôi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tổ Twitter và tăng 5 người bạn nè các bạn. Rồi nhập vào đây nha các bạn. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn trích dẫn cho tờ tweet nè các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn tờ tweet lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn mình up lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh group, kênh seller nữa các bạn. Ui xài. Rồi bạn join sao nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè các bạn. Các bạn join tiếp kênh group nữa nè. Rồi các bạn join sao nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi xong đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ BNB sao mà trên bet20 trên di chúc wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn submit link retweet nè. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhập vào Anabata, nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Đây là cái username mình để hồi mình khai báo luôn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi lại vào link form nè các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại một cái username các bạn Twitter của các bạn mình đã chỉ cho các bạn rồi nha các bạn. Còn nguyên vị này nữa. H9. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè các bạn. Các bạn vào setting, các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi gửi lại cho, gửi vào link form nè các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Rồi sau đó các bạn đưa captcha, chọn hình ảnh có cây cỏ, cây cổ. Rồi các bạn bấm tiếp theo nha các bạn. Rồi bấm join này rớt nè các bạn. Rồi như là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này group nhận 260 token Kai đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.